cầm về tai làm người nghe thấy u hoài. Đàn lên tiếng nói sáng chưa kịp tới đã nghe đàn réo rồi, bước ra màn tối nắng không kịp soi đã nghe đàn rơi chim. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.